kiện gọi là phụ kiện quét rác. Thì với cái phụ kiện này ấy, thì với cái phụ kiện này thì trong các cái resort này, trong các cái trong các cái resort là một, trong hay là trong các cái nhà hàng, khách sạn, các cái người ta hay phải rửa sàn nhá. Thì sau đây này em xin mời anh chị bình thường chút kia nhá, để em quét dèo đấy ạ. Chỉ cần theo bác. Vâng, đây là phụ kiện của quét dèo đấy. Thì em như vừa nãy em nói là ứng dụng trong các cái bể bơi ấy, người ta phải quét cái đáy cái bể. Vâng, đấy là cái phụ kiện nhá anh chị, nhớ phụ kiện quét rác ấy.